thêm một công trình phúc lợi xã hội ở phường 2 thành phố Sóc Trăng sắp hoàn thành trong niềm phấn khởi của nhân dân. Công trình công viên cây xanh với nhiều mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, hoàn chỉnh hạ tầng đô thị và tạo ra một không gian xanh, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao ngay trong nội ô thành phố. Công trình công viên cây xanh gắn với các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao tại khóm 7 phường 2 sắp hoàn thành trong niềm vui của nhân dân hai bên đường Sương Nguyệt Anh và cả người dân vùng ven thành phố. Từ nay, trên mặt kênh 8m ô nhiễm năm nào sẽ là một công viên thông thoáng. Hai tuyến đường bao quanh công viên cũng được nâng cấp, hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh. Trong những năm qua thì cái đây là trên cái mặt kinh của là kinh 8m. Do đó thì rất là ô nhiễm môi trường nhiều năm qua. Thì hiện nay thì cũng được các cấp chính quyền tạo điều kiện làm công viên cây xanh cho bà con. Thì do đó thì cái vấn đề ô nhiễm môi trường thì được là rất là đặc biệt là đồng thuận và coi như là sạch sẽ. Thì do đó thì dân tổ 4 tổ 5 của địa bàn khóm 7 phường 2 thành phố Sóc Trăng là được là coi như hoàn thiện là môi trường xanh sạch đẹp và trong sạch. Cái thứ ba nữa thì hai mặt đảng ủy, bộ phận ban dân khóm và nhân dân tổ 4 tổ 5 đường Sương Nguyệt Anh khóm 7 phường 2 thành phố Sóc Trăng là xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện cho là bà con cô bác mà đặc biệt là cái tuyến đường Sương Nguyệt Anh hình thành được công viên cây xanh. Một công trình vừa mang chỉnh trang đô thị, vừa mang ý nghĩa phục vụ xã hội, tạo môi trường vui chơi giải trí, thể dục thể thao, đáp ứng được mong mỏi của đông đảo quần chúng nhân dân khóm 7 phường 2. Đặc biệt với nhân dân ở tuyến đường Sương Nguyệt Anh vốn trước nay đã nhiều chịu đựng vì tình trạng ô nhiễm môi trường. Cô ở sống đây cũng hai mấy năm rồi, mà trước đây đó cái đường này đó là nó rất là ô nhiễm, dơ lắm. Nhưng mà hôm nay đó là thấy được có nhà nước, đảng, nhà chính quyền lo cho được có cái công viên mọc lên. Thì cô thấy hết sức là phấn khởi. Có công viên này thì ở bà con hai bên đó, nhà cửa thì được ra mặt tiền hết, sáng sủa, đẹp. Rồi trong công viên thì sạch sẽ. Cô bác đi bộ, đi thể dục này kia với các em vui chơi đồ thấy hết sức là phấn khởi. Cô rất là mừng. Công trình công viên cây xanh này thì rất hữu hiệu đối với dân ở đây. Đem lại cái nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho dân ở khu vực này. Đồng thời là cũng được sạch sẽ, dân ở đây rất vui mừng phấn khởi khi nhà nước xây dựng cái công viên này. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là chỉnh trang đô thị là một yêu cầu rất bức thiết đối với đô thị loại 2 như thành phố Sóc Trăng. Vừa phải đảm bảo không gian đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, sự tiện ích và môi trường sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Người dân thành phố rất phấn khởi với chủ trương mở rộng không gian đô thị của thành phố. Trong đó có các công trình đầu tư hạ tầng giao thông, đèn chiếu sáng, bờ kè kênh 30 tháng 4 ở phường 6. Nhiều công trình nâng cấp hẻm vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa tiện nghi cuộc sống nhân dân. Và công trình công viên cây xanh ở phường 2 sẽ thêm một điểm nhấn trong quá trình chỉnh trang đô thị ở thành phố Sóc Trăng.